Dạ vâng, em Tiến Audio Hải Dương kính chào toàn thể quý vị, các bác cùng anh em trên khắp mọi miền Tổ quốc. Thưa quý vị, các bác cùng anh em, trong video ngày hôm nay thì em Tiến sẽ đưa vào một đôi loa, đó là một đôi loa Onkyo có một cái mức giá rất là bình dân. Các bác nha, phải nhấn mạnh một câu là rất là bình dân, nhưng cái chất âm của nó mang lại và cái dáng, cái vẻ đẹp của nó rất là đồ sộ. Nó đã kê bày trang bị trong nhà chúng ta rất là đẹp đấy ạ. Bây giờ thì em mời quý vị, các bác cùng anh em chúng ta hãy đến với tham quan đôi loa. Đầu tiên thì em đã nguyên e căng của cả một đôi nhá. E căng của nó zin, vải zin nguyên bản và lành nặng, cực kỳ đẹp và tem mác còn đầy đủ cả các bác nhé. Một đôi loa rất là đẹp, có một cái mức giá rất là bình dân tiền. Quý vị, các bác anh em chúng ta có thể sở hữu đôi loa này, rất là hay, rất sáng giá cho một đôi loa. Thưa quý vị, các bác cùng anh em, đôi loa này có cái chiều cao là 68, chiều rộng 37,5, chiều sâu là 35, giá là 6 triệu, giá là 8 triệu 600 các bác nha, giá là 8 triệu 600 ngàn đồng. Một cái mức giá quá ngon, quá bổ rẻ, thưa quý vị, các bác cùng anh em, quá ngon, quá bổ rẻ luôn nhé. Có một cái màu vân gỗ tuyệt đẹp luôn, một màu vân gỗ tuyệt đẹp nhé. Rất chi ok. Đôi loa Onkyo Model D77RX có công suất là 150W trên một thân thùng loa các bác nhá. Loa Onkyo Model là D77RX, công suất 150W trên một thân thùng loa, trở kháng 6 ohm, hàng made in Japan Nhật Bản, được sản xuất tại Marin Japan Nhật Bản các bác nhá. Rất đẹp, một đôi loa tuyệt đẹp, không có gì để chê cả. Tuy nhiên thì hàng bãi thì nhiều khi nó sắt sẹo tí ti, gọi là không thể hoàn thiện 100% bộ nào như mới keng được các bác nhá. Đôi loa này thì là bên này rất là đẹp, bên này em đang giới thiệu là rất là đẹp, rất là hoàn mỹ, còn bên kia thì bị sớt một tí em sẽ giới thiệu cho các bác. Đôi loa này là sử dụng loa Bowie, một loa bass có đường kính là 25. Cái màng của nó là chất liệu màng carbon kết hợp sợi thủy tinh các bác nhá. Màng carbon kết hợp sợi thủy tinh. Và cái gân của nó là gân zin, là gân cao su zin nguyên bản các bác nhá. Cái loa chung này của nó cũng vậy. Cái loa chung này của nó có đường kính lên tới là 18 các bác nhá. Loa chung này lên có đường kính là 17 hay 18 gì đó. Cái màng cũng là vật liệu màng carbon, gân cũng là gân cao su và một loa tép đôm các bác nhá, một loa tép đôm. Có một lỗ thông hơi ở bên chỗ này các bác nhá, chỗ này. Onkyo D77RX rất đẹp. Và bây giờ thì mời các bác hãy đến tham quan chiếc loa còn lại. Chiếc loa còn lại này và thân thùng thì đây, các bác thấy là thân thùng rất đẹp, rất đẹp. Rất đẹp nhá. Quá đẹp luôn, đúng không ạ? Tất cả mọi cạnh đây rất đẹp. Rất đẹp nhá. Đấy, rất đẹp. Đấy. Bây giờ em bật cái căng ra. Thì thưa quý vị, các bác anh em chúng ta là đằng trước khi mà bật cái căng ra ấy, thì chỗ này nó hơi bị sứt một tí nha. Đấy, các bác nhá, nó hơi bị sứt một tí ngay cái chỗ chân cái căng này này. Chắc là người ta giật cái căng, giật cái chân ra ấy, là nó bị bong cái lớp gỗ ra một tẹo, xầy xầy ra một tí thôi nhá. Mỗi thế thôi. Dưới chân này bị bong tí này, dưới chân này bị bong tí này. Đấy. Chân bị bong tẹo nhá. Em báo rõ cho anh em. Đấy. Bên này bong một tí, sất sất một tí, bên này sất sất tí này. Đấy, nha. Rồi ok, còn đâu tuyến loa thì zin nguyên bản, đẹp zin nguyên bản nhá. Nói chung đôi loa này như này là đẹp lắm rồi. Và cũng là đẹp rồi. Thì thưa quý vị, các bác anh em chúng ta, đôi loa Onkyo D77RX này, nếu mà nó hoàn mỹ hơn một chút nữa thì giá của nó là trên 10 triệu đồng đấy các bạn. Trên 10 triệu đồng, chứ không phải là có một cái mức giá là 8 triệu 6 này đâu. Đôi loa này thì coi trên thị trường có cái giá là tầm độ 12-13 triệu. Đấy, 12-13 triệu, chứ không có cái giá của 8 triệu 6 đâu các bác nhá. Rồi bán rẻ nhất cũng phải trên 11 triệu. Đấy, em bán với giá 8 triệu 600. Các bạn, nó sắt sắt một tí thôi. Còn loa zin nguyên bản chất âm thì vô cùng hay luôn. Và đang đánh với lại một con âm ly Sansui AOD 607X The Cat, dòng âm ly hồi gỗ chỉ vàng, chạy 8 con sò than sang ken, điện 100V, công suất là 230W các bác nhá. Mặt cực kỳ đẹp. Nếu mà đánh vào đôi loa Onkyo D77RX này thì đúng là phương án người ta gọi là cậu với mợ. Và còn tiếp nữa là phương án Six Minip các bác nhá, hợp nhau như Six Minip vậy. Đấy. Thì
Chiếc Omni này nhá là có giá là 6.500.000 đồng, 6.500.000 đồng chiếc Omni Sansui AUD 6.7 Intercat. Chắc các bác không mua ở đâu được đâu ạ, các em đảm bảo là các bác không mua ở đâu được cái giá mà 6.500.000 với con Omni Sansui AUD 6.7 Intercat này các bác nhá. Chất âm của nó cực kỳ hay, dòng Omni Intercat hồi gỗ chỉ vàng. Và bây giờ thì em tiến kính mời toàn thể quý vị các bác anh em chúng ta hãy đón nghe âm thanh và chất âm của bộ sản phẩm mà em vừa mới phối ghép, đó là đôi loa Onkyo D77RX đánh với lại chiếc Omni Onkyo D77RX có giá là 8.6 triệu nhá, và chiếc Omni Sansui AUD 6.7XDCAT có giá là giá là 6.500.000 các bác nhá, 6.500.000. Bây giờ mời anh em chúng ta cùng lắng nghe âm thanh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Vì tiếng mưa trong lòng làm mình cô đơn, ngày xưa mưa rơi thì sao, bây giờ nghe mưa lại buồn vì